chào các bạn. Trước khi bước vào tiết học hôm nay, thầy muốn nhắn nhủ với các em rằng chúng ta đang ở vào thời kỳ khó khăn nhất của cuộc sống. Cả thế giới đang oằn mình chống lại đại dịch Covid-19, và đây là một cuộc chiến đầy thử thách cam go. Việc cách ly xã hội là một biện pháp hữu hiệu để phòng và chống đại dịch này. Chúng ta tin tưởng rằng một đất nước Việt Nam ngàn năm văn hiến với truyền thống yêu nước, đồng lòng chung sức, dân tộc Việt Nam sẽ chiến thắng đại dịch này. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có chủ trương tạm dừng đến trường, không dừng việc học. Do đó, thầy trò chúng ta gặp nhau trong một bài học hôm nay. Bây giờ, chúng ta cùng nhau đi vào bài học. Bài học hôm nay có tiêu đề là Văn hóa dân tộc trong các thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 18. Đây là một cái bài tích hợp giữa bài 20 và bài 24 ở sách giáo khoa. Những nội dung có sách giáo khoa mà thầy không đề cập ở trong tiết này là phần giảm tải. Các em tự học và tất nhiên sẽ không có kiểm tra phần đó. Học bài này yêu cầu chúng ta nắm vững hai vấn đề sau. Một là những biến chuyển trong lĩnh vực tư tưởng tôn giáo và giáo dục ở nước ta trong hai giai đoạn. Giai đoạn nhất là thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 15, và giai đoạn thứ hai là thế kỷ thứ 16 đến thế kỷ thứ 18. Thứ hai là những thành tựu về nghệ thuật, khoa học kỹ thuật trong hai giai đoạn thế kỷ thứ 15 và thế kỷ thứ 16 đến thế kỷ thứ 18. Trước hết, để hiểu rõ những biến chuyển về tư tưởng tôn giáo ở hai giai đoạn, chúng ta đi vào nội dung 1, tư tưởng tôn giáo. Tư tưởng tôn giáo bao gồm nhiều vấn đề, trong đó chúng ta sẽ tìm hiểu 4 nội dung chính sau đây: Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo và tín ngưỡng truyền thống. Trong 4 nội dung này thì Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo đã dung nhập vào nước ta từ thời kỳ Bắc thuộc. Trong thời kỳ xây dựng đất nước độc lập tự chủ, tức là từ thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 15, các em nhìn ở đây chúng ta đang có hình ảnh một cái nhân vật. Nhân vật này chúng ta đã gặp trong cái bài Văn hóa Trung Quốc thời phong kiến. Đây là Khổng Tử, người đã sáng lập ra Nho giáo. Ông này đã đề ra nhiều cái thuyết nhằm xây dựng một cái trật tự xã hội, như là thuyết tam cương. Tam cương là ba mối quan hệ vua tôi, cha con, chồng vợ. Năm yếu tố của người quân tử gọi là ngũ thường, nhân, lệ, nghĩa, ý tín. Và một cái thuyết nữa gọi là thuyết quân tử tiểu nhân. Cái ba yếu tố này là ba yếu tố được xem là cốt lõi của cái Nho giáo. Và Khổng Tử nói rằng là những cái người quân tử là bậc bề trên, còn tiểu nhân là bậc bề dưới. Quân tử thì như gió, mà tiểu nhân thì như cỏ. Gió thôi thì cỏ tạp, tức là yêu cầu gì là có người ở các cái cấp bậc dưới thì phải phục tùng tuyệt đối cấp bậc trên. Và đây là một cái quan niệm, cái tư tưởng giúp cho các cái giai cấp thống trị có thể là giữ yên cái trật tự xã hội của mình. Do đó trong thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 15 thì Nho giáo đã dần trở thành một hệ tư tưởng chính của giai cấp thống trị, và tư tưởng của Nho giáo đã chi phối giáo dục
thi cử. Tuy nhiên chúng ta biết là trong giai đoạn đầu này á, thì ảnh hưởng của nho giáo trong nhân dân còn rất là ít. Trong lúc đó Phật giáo với quan niệm từ bi hỷ xả, đề cao nhân nghĩa là phù hợp với tâm lý của dân tộc ta, vẫn giữ vị trí quan trọng và phổ biến. Từ vua quan cho đến dân đều sùng đạo Phật, các nhà sư đều được triều đình quan trọng. Như bài trước chúng ta học, thời Ngô Đinh Tiền Lê, bộ máy nhà nước ngoài vua thì còn có ba cái bang gọi là văn bang, võ bang và tăng bang. Tăng ở đây là tăng lữ của các cái sứ thầy Phật giáo giúp vua trong cái việc xây dựng đất nước. Hình số 1 này là hình Thích Ca Mâu Ni, người đã sáng lập ra đạo Phật. Và hình số 2 này là hai người sáng lập ra đạo giáo. Người cưỡi trâu này á là Lão Tử, còn người cầm gậy này là Trang Tử. Thì đạo giáo nó tồn tại song song với nho giáo và Phật giáo. Do đó đã có một số cái đạo quán được xây dựng. Từ cuối thế kỷ thứ 14 thì Phật giáo và đạo giáo bắt đầu suy giảm. Trong lúc đó thì nho giáo là lên ngôi. Đầu thế kỷ thứ 15, nho giáo trở thành hệ tư tưởng chính thống của nhà nước phong kiến Lê Sơ. Bước sang cái giai đoạn từ thế kỷ thứ 16 đến thế kỷ thứ 18, bây giờ thầy muốn các em là quan sát đọc các nội dung dưới đây và hãy cho biết là trong lĩnh vực tư tưởng tôn giáo thì có dùng một gì mới. Con bạc, con tiền, con đệ tử, hết cơm, hết rượu, hết ông tôi. Đây là hai câu thơ của Nguyễn Bỉnh Khiêm. Con vua thì lại làm vua, con sải ở chùa thì quẹt lá ra. Bao giờ dân nổi can qua, con vua thức thế lại ra quẹt chùa. Hoặc là trong dân gian thì có câu là hôm qua tạc nước đầu đình, bỏ quên chiếc áo bên cạnh hoa sen. Em có được thì cho anh xin, hay là em để làm tin trong nhà. Các em đã thấy được cái biến chuyển về mặt tư tưởng và tôn giáo chưa? Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu. Ngày xưa nó giáo dạy có người ta là nhân nghĩa là phải làm đầu, tất cả mọi cái đều là phù du. Thì bây giờ tiền bạc là trên hết, tức là vật chất nó quyết định tất cả. Nếu con bạc con tiền á, thì người ta lưu tới với nhau, nhưng mà hết cơm hết rượu thì không có mối quan hệ nào nữa. Tức là bây giờ chúng ta thấy là cái trật tự phong kiến nó đã bị đảo lộn. Hoặc là nho giáo này dạy con người ta là gì, là phải trung thành tuyệt đối với nhà vua, cúng sự thần tử, thần bất tử bất trung. Có nghĩa là vua mong muốn bề tôi chết, mà bề tôi không chết là không trung với nước. Thì bây giờ sẽ như thế nào? Bao giờ dân nổi can qua, con vua thất thế lại ra khỏi chùa. Một người dũng ngựa trong nho giáo đó là gì? Đó là thuyết cha con, là cha mẹ đặt đâu thì con người đó. Muốn có hiểu về cha mẹ là phải tuyệt đối nghe theo cái sắp đặt của cha mẹ trong hôn nhân của vậy. Thế thì hôm nay như thế nào? Hôm nay điều đó nó không còn nữa. Hôm qua tạc nước đầu đình, bỏ quên chiếc áo bên cạnh hoa sen. Em có được thì cho anh xin, hay là em để làm tin trong nhà. Áo anh xích chỉ đường ta, vợ anh chưa có, mẹ già chưa không. Tức là cái hôn nhân
tự do đôi lứa bây giờ đã xuất hiện. Như vậy có thể thấy rằng là từ thế kỷ thứ 16 đến thế kỷ thứ 18 thì Nho giáo suy thoái, thi cử không còn nghiêm túc, đã xuất hiện các hiện tượng tiêu cực trong thi cử, tôn ti trật tự phong kiến không còn như trước nữa. Nguyên nhân của tình trạng này đó là do những biến động về mặt xã hội, đặc biệt là sự tranh giành quyền lực giữa các thế lực phong kiến trong thời kỳ Nam Triều Bắc Triều, tình nghĩa phân tranh. Trong lúc Nho giáo đang bị suy thoái thì Phật giáo và Đạo giáo có điều kiện phát triển. Điều sự phát triển này đó là sự xuất hiện của nhiều công trình kiến trúc hoặc là những cái tượng Phật đặc biệt. Ví dụ như đây là hình số 1 là cổng chùa Từ Đàm, đây là chùa Dơi ở Nam Bộ, còn hình số 3 này là tường hai nhà sư ngồi thiền cho đến chết, thân xác khô quắc lại và được đặt thờ tại chùa Đầu ở Bắc Ninh, đó là thiền sư Võ Khắc Minh và thiền sư Võ Khắc Cường. Nhân vật số 4 này á là chúng ta đã đề cập rồi, đã Lão Tử, tức là người mà đại diện cho đạo giáo. Một điểm mới trong lĩnh vực tư tưởng tôn giáo thế kỷ thứ 16, thế kỷ 18 này là Thiên Chúa giáo đã du nhập vào nước ta. Thì khi mà Thiên Chúa giáo du nhập vào nước ta thì nó để lại những hiệu quả, hệ quả. Tuy nhiên, cái hệ quả lớn nhất của việc du nhập Thiên Chúa giáo này là gì? Thì đang có trên màn hình là một cái nhân vật có công trong việc là phát triển cái chữ quốc ngữ ở Việt Nam chúng ta, đó là ông Alexander Roth. Và chữ quốc ngữ là gì? Người ta phiên âm từ cái âm phát ra của người Việt mình và sử dụng cái chữ cái, hệ chữ cái ABC, tức là chữ cái Latin, để mà tạo nên cái chữ viết cho người Việt mình. Đó là cái sẽ thấy là đấy là một cái trang người ta trích dịch về chữ quốc ngữ trong buổi đầu sơ khai của nó, do cái người phương Tây là họ phát âm không rõ giống như chúng ta, cho nên là khi mà họ phiên âm sang chữ thì chúng ta thấy là nó vẫn chưa rõ ràng. Ví dụ như là trong phép giảng 8 ngày, ngày thứ nhất thì người ta gọi là ngày thứ nhất ta cơ cứ đức chúa bê giúp giúp cho ta cho tiếng đã vừa đã làm một cái đoạn về cái chữ quốc ngữ trong buổi sơ khai. Và chúng ta thấy rằng là như vậy thì cái hệ quả lớn nhất của việc du nhập Thiên Chúa giáo vào nước ta đã chính là làm xuất hiện chữ quốc ngữ. Tất nhiên lúc đầu thì nó không được là mọi người là quan trọng, bởi vì đó là chữ của người phương Tây, nhưng mà nhân dân thì chữ quốc ngữ đã được dân tộc chúng ta tiếp nhận và bây giờ đã trở thành là một cái loại chữ chính thống của đất nước chúng ta. Trong lúc đó, từ thế kỷ thứ 16 đến thế kỷ thứ 18 thì tín ngưỡng nghĩa là thờ cũng tổ tiên, thờ cả anh hùng dân tộc, những người có công với nước, phong tục nhuộm răng ăn trầu, nghi thức giao tiếp
của đất Thủy Điện Ba từ ngàn xưa thì vẫn được phát huy. Tóm lại, tìm hiểu hai cái giai đoạn phát triển của lịch sử thì chúng ta thấy Nho giáo ở giai đoạn thứ 16 đến 18 đã suy đồi, Phật giáo và Đạo giáo là lên ngôi, một tôn giáo mới để xuất hiện, đó là Đạo Thiên Chúa giáo. Như vậy chúng ta đã có một cái nhìn tổng thể về tư tưởng tôn giáo trong hai giai đoạn. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang tìm hiểu mục hai nhỏ là giáo dục. Trong giai đoạn thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 15, cái tình hình giáo dục phát triển như thế nào? Vì sao nó không tạo điều kiện để phát triển kinh tế? Chúng ta theo dõi tiếp các nội dung sau đây. Về cái biểu hiện phát triển của giáo dục trong giai đoạn thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 15 thì chúng ta có một số biểu hiện cơ bản sau đây. Năm 1070, Lý Thần Tông cho lập văn miếu. Văn miếu là nơi để mà thờ Khổng Tử. Tiếp theo đó, nhà Trần thì tổ chức giáo dục và tổ chức thi cử một cách thi cử hơn. Năm 1075 thì nhà Lý tổ chức ở Kinh Thành khóa thi quốc gia đầu tiên. Trên màn hình chúng ta đang có hai màn, hình ảnh đen trắng này là hình ảnh trường thi, tức là nơi mà các sĩ tử họ đến nhận đề và làm bài. Còn những người mà ngồi ở trên cao này á, tức là những cái vị quan khoa thi, gọi là những cái vị quan tránh chủ khảo hoặc là chủ khảo. Còn hình ảnh bên dưới này á, là hình ảnh người ta tôn vinh những người mà độ đạt cao trong các kỳ thi, đặc biệt là kỳ thi hội độ tiến sĩ. Thì khi mà người ta mà thi đạt giải nhất trong kỳ thi thì nhà nước sẽ cho tổ chức một cái lễ gọi là lễ vinh quy bái tổ. Đến hình ảnh là gì, là cái ông quan này khi mà độ đạt rồi á thì cưỡi mình ngựa, còn đằng sau là người ta đang vọng một người phụ nữ đã tần tảo nuôi cho chồng ăn học, bây giờ thành tài. Và hình ảnh này người ta gọi là hình ảnh ngựa ăn đi trước vọng nàng theo sau. Họ sẽ về làng và tổ chức là vinh quy bái tổ. Một biểu hiện nữa đó là năm 1484 để tôn vinh những cái người độ đạt cao trong cái kỳ thi hội, tức là những người tiến sĩ ấy, thì năm 1484 này nhà Lê cho dùng bia tiến sĩ. Thế thì giáo dục thời kỳ này vì sao mà lại không góp phần vào việc phát triển kinh tế? Bởi vì chúng ta thấy là nội dung giáo dục ở đấy là kính sự, tức là những cái tư tưởng nhỏ giáo. Còn khoa học tự nhiên thì không được chú trọng và không được đưa vào thi cử. Bước sang giai đoạn thế kỷ thứ 16 đến thế kỷ thứ 18, thì điểm mới của giai đoạn này là nhà Mạc đã tổ chức nhiều kỳ thi hội. Năm 1646, chủ Nguyễn tổ chức khóa thi đầu tiên. Đặc biệt, thời Quang Trung sử dụng chữ Nôm thành chữ viết chính thức của mình. Tôi muốn nhắc lại rằng là tư tưởng tôn giáo nó đã góp phần làm nên cuộc cách Việt, tấm hương Việt. Và ngoài cái yếu tố đó ra thì nó còn là chủ đề của lĩnh vực nghệ thuật. Trong thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 15 thì các em quan sát nội dung dưới đây và hãy cho biết những thành tựu nghệ thuật kiến trúc Việt Nam thể hiện như thế nào. Cái chùa một cột hay còn gọi là
chùa Diên Hữu là kiểu kiến trúc độc đáo như một cái đó hoa sen nó nở giữa một cái hồ sen, và nó trở thành là biểu tượng của Thăng Long hay là Hà Nội ngày nay. Các bạn nhìn vào cái hình ảnh chùa keo này, này thì chúng ta phải thấy là cái kiểu kiến trúc chùa keo này là kiểu kiến trúc có mái hơn 10 thuyền cóng phục lên này, này và nó sắp xếp các tầng đặc trưng lên nhau tạo nên một kiểu kiến trúc hài hòa và độc đáo. Ngoài ra chúng ta thấy là tháp Bảo Thiên hay tháp Chăm cũng thể hiện sự sáng tạo của các nghệ nhân xây dựng thời xưa. Đặc biệt hơn nữa, một công trình kiến trúc mà đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa của nhân loại, đó là Thành Nhà Hồ, một cái công trình kiến trúc quân sự được xây dựng bằng đá cực kỳ độc đáo. Trong cái lĩnh vực điêu khắc cũng có nhiều cái nét đặc sắc. Đến hôm nay là chúng ta có hai hình, hình thứ nhất là hình rồng Minh Trơn cuồng lão Bồ Đề, còn cái hình này á là cột chấn cột bằng đá hình hoa sen nở. Trong dân gian thì nghệ thuật sân khấu phát triển như là tuồng, chèo, múa rối nước với những loại nhạc cụ như là sáo, tiêu, trống cơm, đàn tranh. Bước sang giai đoạn thế kỷ thứ 16, thế kỷ thứ 18 thì chúng ta thấy là nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc cũng tiếp tục phát triển. Bây giờ chúng ta đang thấy đây là một hình ảnh biểu tượng của Huế, đó là chùa Thiên Mụ hay còn gọi là chùa Linh Mụ, hoặc là đây là hình ảnh Bồ Tát Quán Thế Âm hoặc là Bồ Tát Nhìn Tay Nhìn Mắt được các nghệ nhân thổi hồn vào đá để tạo nên những cái tác phẩm độc đáo. Nghệ thuật dân gian thì xuất hiện trong các cái công trình kiến trúc điêu khắc, đặc biệt là các công trình kiến trúc ở đình làng. Ở trong các cái đình làng á, thì các cái vi keo á, là người ta bắt là chạm trổ hình dơi hoặc là hình cóc vân vân. Trong lĩnh vực nghệ thuật và sân khấu ở đằng trong và đằng ngoài thì đều phát triển, đặc biệt là xuất hiện các cái phường chèo hoặc là các cái làng điệu dân ca. Về khoa học kỹ thuật, trong thế kỷ thứ 10, thế kỷ thứ 15 có nhiều công trình khoa học ra đời như Đài Việt Sử Ký của Lê Văn Hưu, Lam Sơn Thực Lục, Hồng Đức Bản Đồ, Minh Thư Yếu Lược, hoặc là người ta đã chế tạo ra được súng thần cơ, hoặc là Đài Thanh Toán Pháp của Lương Thế Vinh, Lập Thanh Toán Pháp của Vũ Hữu, v.v. Tiếp tục, trong thế kỷ thứ 16 đến 18 thì nhiều công trình khoa học về lịch sử, địa lý, y học vẫn ra đời. Đặc biệt trong thế kỷ này, trong thời kỳ này thì kỹ thuật đúc súng, đóng thuyền, xây thành lũy và làm đồng hồ đã phát triển. Tóm lại, trong hai giai đoạn thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ 15 và thế kỷ thứ 16 đến thế kỷ 18, tư tưởng và tôn giáo đã có những biến chuyển theo những biến động của xã hội. Trong giai đoạn từ thế kỷ thứ 16 đến thế kỷ 18 thì điểm mới đó là Thiên Chúa giáo đã du nhập vào Việt Nam. Thứ hai là Nho giáo là nội dung thi cử của cả hai giai đoạn. Trong giai đoạn sau, thời Quang Trung thì được chủ trương sử dụng chữ nôm để thể hiện ý thức tự chủ của dân tộc.
Trong lĩnh vực nghệ thuật khoa học kỹ thuật đã để lại nhiều thành tựu có giá trị cho văn hóa dân tộc. Như vậy thầy đã giới thiệu xong các em các cái nội dung cơ bản của bài 20 và bài 24, là bài mà như hồi nãy thầy nói các em là bài tích hợp. Bây giờ chúng ta đi vào phần luyện tập. Câu 1. Sự kiện nào đánh dấu sự phát triển về giáo dục thi cử ở nước ta từ thế kỷ thứ 10 đến đầu thế kỷ thứ 15? A. Năm 1075 mở khoa thi đầu tiên. B. Năm 1076 mở quốc tử giám cho con em quý tộc đến học. C. Thời Trần quanh kinh thành đều có trường dạy chữ nho. D. Nho giáo trở thành nội dung của giáo dục và thi cử. Câu 2. Thời Lê Sơ, tư tưởng chiếm địa vị độc tôn là Phật giáo, Nho giáo, Phật giáo và Nho giáo, Đạo giáo. Câu 3. Tình hình khoa học kỹ thuật ở nước ta thế kỷ thứ 10, thế kỷ thứ 15. A. Phát triển tương đối toàn diện. B. Đã có những bước tiến đáng kể so với giai đoạn trước. C. Chủ yếu phát triển về khoa học xã hội, hạn chế sự phát triển khoa học tự nhiên. D. Phát triển toàn diện. Câu 4. Công trình kiến trúc nào được xây dựng trong giai đoạn thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 15 mang đậm dấu ấn Phật giáo? A. Chùa Thiên Mụ. B. Chùa Một Cột. D. Chùa Dơi. D. Chùa Từ Hiệu. Câu 5. Sự du nhập của Thiên Chúa giáo thế kỷ thứ 16, 18 đã tác động như thế nào đến Đại Việt? A. Làm phong phú đa dạng nền văn hóa. B. Làm Nho giáo suy giảm. C. Làm cho Phật giáo suy giảm. D. Chế độ phong kiến khủng hoảng. Câu 6. Hệ quả lớn nhất của việc du nhập Thiên Chúa giáo vào nước ta là A. Làm cho tín ngưỡng tôn giáo ngày càng phong phú đa dạng. B. Chữ Quốc ngữ ra đời. C. Làm cho Nho giáo ngày càng mất vị thế thống trị. D. Làm xuất hiện nhiều công trình kiến trúc nhà thờ Thiên Chúa giáo. Câu 7. Chữ Quốc ngữ có nguồn gốc từ đâu? A. Từ kinh thánh của đạo Thiên Chúa. B. Từ giáo sĩ qua truyền đạo ở nước ta. C. Từ hệ chữ cái ABC của văn học phương Tây. D. Từ phát âm của người Việt. Câu 8. Thời kỳ nào Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo được du nhập vào nước ta? A. Thời Văn Lang Âu Lạc. B. Thời Bắc Thuộc. C. Thời Lý. D. Thời Trần. Câu 9. Trong các triều đại phong kiến, các triều đại phong kiến đều đề cao Nho giáo nhằm mục đích A. Khống chế các cuộc đấu tranh của nhân dân. B. Duy trì tôn ti trật tự đẳng cấp trong xã hội để dễ bề cai trị. C. Phát huy tín ngưỡng bản địa. D. Sử dụng Nho giáo làm giáo dục và thi cử. Câu 10. Giáo dục ngày nay khắc phục được hạn chế gì so với thời kỳ phong kiến? A. Đề cao người tài. B. Chú trọng khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. C. Giáo dục theo chế độ khoa cử. D. Nâng cao dân trí. Câu 11. Yếu tố nào dưới đây quyết định đến sự suy đồi của Nho giáo? A. Giai cấp thống trị coi thường Nho giáo. B. Sự tranh giành quyền lực giữa các phe phái phong kiến. C. Văn hóa truyền thống phát triển mạnh. D. Phật giáo và Đạo giáo phát triển. Câu số 12. Nho giáo trong thời kỳ thứ 16-18 có vị thế như thế nào? A. Mới du nhập vào. B. Được vua quan tin dùng. C. Có ảnh hưởng lớn trong vua quan và nhân dân. D. Từng bước suy đồi. Câu 13. Triều đại nào đã sử dụng rộng rãi chữ Nôm? A. Quang Trung. B. Lê Sơ. C. Nhà Trần. D. Nhà Lý. Câu 14. Tư tưởng tôn giáo nào du nhập vào nước ta thời Bắc Thuộc đã được nhân dân nhanh chóng tiếp thu và trường tồn cho đến ngày nay? A. Nho giáo. B. Phật giáo. C. Thiên Chúa giáo. D. Nho giáo và Đạo giáo. Câu 15. Tư tưởng tôn giáo nào dưới đây không du nhập vào nước ta thời kỳ Bắc Thuộc? A. Nho giáo. B. Phật giáo. C. Thiên Chúa giáo. D. Nho giáo và Đạo giáo. Câu 16.
yếu tố nào hình thành trong quá trình nhường nước và trường tồn phát triển mạnh mẽ theo thời gian? A. Nho giáo. B. Phật giáo. C. Thiên chúa giáo. D. Tín ngưỡng truyền thống. Câu 17. Trong thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 15, Phật giáo luôn giữ vị trí quan trọng và được mọi người từ vua quan cho đến nhân coi trọng. Vì Phật giáo A. Có giáo lý phù hợp với tâm lý và truyền thống Việt. B. Đã có đóng góp cho sự phát triển của nhà nước phong kiến. C. Đề cập đến cõi Niết Bàn. D. Giúp con người thoát khỏi khổ đau bệnh tật. Câu 18. Loại chữ nào đã được vua quan tâm cho sử dụng rộng rãi trong công tác hành chính thi cử? A. Chữ Hán. B. Chữ Quốc ngữ. C. Chữ Nôm. D. Chữ Hán và chữ Nôm. Câu 19. Khoa thi đầu tiên được tổ chức ở kinh thành và triều đại nào? A. Nhà Lý. B. Nhà Hồ. C. Nhà Trần. D. Nhà Lê Sơ. Câu 20. Chức vị tiến sĩ được tuyển chọn thông qua kỳ thi nào? A. Bình. B. Hồi. C. Tú Tài. D. Hương. Như vậy chúng ta đã có 20 câu hỏi để các em luyện tập. Bây giờ nâng cao thêm bước nữa, chúng ta làm bài tập vận dụng sau đây. Một là em hãy cho biết có những yếu tố tích cực nào của Nho giáo ngày nay vẫn được phát huy. Thứ hai là chúng ta lập bảng thống kê thành tựu khoa học kỹ thuật trong các thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 15. Giờ sau thì chúng ta sẽ học bài 21, và trong bài này á thì sẽ giảng tại mục 3 và mục 4, không nói đến việc là không nói đến những nội dung của mục 3 và mục 4 này. Tìm hiểu cho thầy hai nội dung sau đây. Một là nhà mạc được thành lập như thế nào, đánh giá vai trò của nhà mạc. Thứ hai là nguyên nhân của các cuộc chiến tranh phong kiến và hậu quả. Chúng ta đã hoàn thành xong cái chủ đề là văn hóa dân tộc từ thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 16. Xin chào tạm biệt các em. Hy vọng chúng ta sẽ nhanh chóng vượt qua được cái đại dịch này và sẽ gặp nhau ở trường. Chào tạm biệt các em.